chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đầu tháng kêu trời, mùng 10 gặp may, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đang có rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống của mình. Có nhiều người đã nói rằng họ đã rất cố gắng, nhưng mà cũng chẳng thể nào thành công, cũng chỉ vì thiếu đi một chút may mắn. Do vậy cổ nhân mới có câu là đức năng thắng số, chỉ cần bạn kiên trì đến cùng, cố gắng nỗ lực các bạn sẽ đạt được mong ước. Vì thế, hãy cố gắng nỗ lực mỗi ngày rồi chúng tôi tin chắc chắn rằng sẽ có lúc quý vị thu hoạch được hoa thơm quả ngọt. Xem tử vi phương Đông thì thấy rằng là bước sang tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp năm xung tháng hạn, xui xẻo gọi tên, tài lộc cạn kiệt, công việc, tình duyên bế tắc, họa thị phi do kẻ tiểu nhân mang lại bùa vây. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách và cuộc đời tuổi Giáp Thìn 1964. Theo tử vi số mệnh luận giải, những người tuổi Giáp Thìn có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, họ còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Ở Trung Hoa, người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm. Những người này không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé, họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Nếu như bạn có ý định khiêu chiến với một anh chàng tuổi Thìn thì hãy suy nghĩ lại. Anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kỳ đối thủ nào, dù chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng tuổi rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép, cư xử đúng mực với bề trên. Tuổi Giáp Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương, đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Tuổi Giáp thì có lọc cách nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ, nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Tuy nhiên, người này lại có phần hơi mơ mộng, cảm xúc không ổn định, là người rất khó nắm bắt, họ thiếu khoan dung, độ lượng với mọi người, là người có năng lực, lại luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Người tuổi Giáp Thìn không chấp nhận sự kém cỏi của những người xung quanh, họ sẵn sàng phê bình những người làm việc không hiệu quả. Tài năng có thừa nên không khỏi tự phụ, hiếu thắng nên không chịu được thử thách và thất bại, thiếu kiên nhẫn để vượt qua giông tố cuộc đời. Tuổi này giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Họ một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Bạn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc, nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Tuổi Giáp Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình, có nhiều quan niệm cho rằng tuổi 1964 nếu sinh ra vào những ngày mưa dông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang. Người tuổi Giáp Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học, kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình, từng lời nói,
hành động của họ đều chứa đầy sức mạnh và sự uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe, làm theo lời khuyên của mình. Tuy sở hữu khả năng nhạy cảm với việc dự báo tương lai của bản thân, nhưng họ không nên sử dụng nó để nói ra hay can thiệp vào cuộc sống của người ngoài, ngoại trừ bản thân và gia đình. Một ưu điểm khác giúp Giáp Thìn phát triển trên đường đời là nằm ở khả năng tự vấn. Cái năng lực tự vấn này giúp họ luôn phân biệt được phải trái, đúng sai, biết đâu là thiện ác, đâu là thị phi, giúp họ trong suốt những tháng năm bôn ba luôn rèn luyện bản thân, thay tâm đổi tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện. Để giàu sang hay không thì chưa biết, nhưng tâm thái bình thản, yên ổn, an nhiên là thứ chắc chắn họ có được ở trong cuộc đời mình. Cuộc đời của Giáp Thìn là khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận, cho đến trung vận của họ cũng lắm lần lên voi, cũng đôi lần xuống cẩu. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết. Sống giản dị, khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó thì tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, Giáp Thìn thiên can Mộc, địa chi Thổ. Tháng này được xem là tương sinh với bản mệnh. Bản mệnh có thể đối mặt, thay vì né tránh thì bạn nên xử lý nó triệt để, đừng nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn bạn nhé. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch khi Mộ nhập mệnh, bản mệnh có xu hướng trì trệ hơn, không thể tập trung vào công việc. Lời khuyên là bạn nên quan tâm hơn tới vẻ ngoài, khi bạn diện bộ cánh đẹp bạn sẽ cảm thấy tự tin và tinh thần của tốt hơn để làm việc. Thực ra, chán nản của bạn ở thời điểm này không phải vì bạn lười, mà là liên tục gặp thất bại không mong muốn. Cố gắng của bạn trong thời gian qua chỉ mới cải thiện được một phần mà thôi. Do đó, tuổi Thìn đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục cố gắng. Bạn chưa biết khi nào mới đạt được thành quả, do đó hãy tập trung và kiên trì. Ngũ quỷ tác động khiến sức khỏe của tuổi Giáp Thìn tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút. Một phần cũng là do chính bạn lo nghĩ nhiều, mất ngủ nên bị đau đầu và ức chế thần kinh mà thôi. Hữu bật chống đỡ lại các hung tinh, nên những căng thẳng sẽ sớm được giải tỏa, miễn là bản mệnh đủ niềm tin vào bản thân. Sống lạc quan thì không sóng gió nào là không thể vượt qua. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt, thì trong tháng cô hồn việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Theo dân gian gọi là tháng cô hồn, có nhiều điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch này, nhưng thường từ xưa người ta đã truyền nhau về những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn như không được treo chuông gió đầu giường, dễ gọi ma quỷ về, đi đêm không được gọi tên thật, sợ ma quỷ nghe thấy mà giả làm mình, không được chụp ảnh buổi tối, sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 7 âm lịch. Mệnh có mộ khiến cuộc sống của tuổi Giáp Thìn tháng này bận rộn nhưng hiệu quả không thực sự cao. Sự thật là bạn không xác định cụ thể được mong muốn của mình, thế nên thật khó đoán biết xem bạn có thực sự yêu thích những gì mình có hay không. Thiên quan khiến công việc của bạn liên tục bị ngắt quãng, không thể nào suôn sẻ như kế hoạch, mục tiêu không rõ ràng. Bạn lại thường xuyên hoài nghi về năng lực của mình thì càng khó xác định là bạn đã đạt được gì hay điều gì cần tiếp tục nỗ lực trong tương lai. Thời điểm này, có thể bản mệnh trở nên nhạy cảm kèm thêm một chút nóng nảy, đặc biệt trong công việc, dù sự kết hợp này thúc đẩy bạn theo đuổi sự nghiệp, nhưng cũng có thể dễ dàng khiến bạn mất kiểm soát. Bạn tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà, lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn. Ở bên tuổi này những lúc khó khăn, hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được. Người này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể tuổi Thìn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nha.
Tháng này, bản mệnh cũng nên thể hiện sự biết ơn và thái độ trân trọng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh bằng hành động cụ thể. Thời điểm này, bạn nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân trong công việc, đừng ngại xin sự giúp đỡ, bởi mọi người sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của tuổi Giáp Thìn tháng này không mấy dư giả. Đặc biệt những chi phí bất ngờ có thể khiến túi tiền của bạn căng thẳng, bạn nên cố gắng duy trì mức tiêu dùng hợp lý và quản lý tài chính thận trọng để tránh lãng phí quá mức. Bản mệnh có xu hướng trở nên hào phóng quá mức với mọi người, lúc nào cũng là người đứng ra chi trả cho các cuộc hẹn, điều đó khiến bạn rỗng túi khá nhanh. Bạn cần tránh đầu tư bốc đồng, đặc biệt là vào nửa cuối tháng, hãy tập trung vào việc tiết kiệm và quản lý chi tiêu. Ngoài ra, với sự phù hộ của ngôi sao cao quý, vàng và những điều xui xẻo có thể được xua đuổi một cách suôn sẻ, vận may sẽ tiếp tục được cải thiện và bạn sẽ được hưởng phước lành vô tận trong tương lai, không thiếu tiền và lụa và phước lành sâu sắc. Đồng thời, tài vận may mắn sẽ tăng lên và sự nghiệp sẽ phát đạt nếu bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi hướng trong sự nghiệp. Tài sản của bạn cũng sẽ tăng vọt và tài sản sẽ theo dòng chảy đều đặn. Nếu có cơ hội, bạn có thể cân nhắc một số kế hoạch đầu tư dài hạn, học hỏi nhiều hơn từ những người có nhiều kinh nghiệm. Không nên vội tin theo ai đó quá, bạn cũng nên chú ý đến sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận và nên lựa chọn cẩn thận, đừng chấp nhận rủi ro mù quáng. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 7 âm lịch. Khi con giáp tuổi Giáp Thìn đặt công việc lên trên tình cảm, thì rất dễ xảy ra rắc rối nếu một nửa của bạn không thông cảm. Do đó, bạn cần bày tỏ và chia sẻ nhiều hơn để người ấy có cái nhìn bao dung hơn. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt khi bạn được mọi người nâng đỡ, an ủi, họ sẽ mang lại cho bạn nhiều sức mạnh hơn để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, người độc thân hãy cẩn thận với khái niệm yêu hết mình mà bạn đang nuôi dưỡng trong tâm trí của mình. Hãy tự hỏi liệu bạn có đang đánh mất chính mình trong những mối quan hệ không? Việc này tưởng là tốt nhưng là nguyên nhân khiến tình cảm cứ chớm nở lại vụn vỡ. Hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng thay đổi để tương thích với mong muốn của ai đó. Nó sẽ khiến bạn lạc hướng, đánh mất tự tin và không còn được yêu thương trọn vẹn nữa. Xét phương diện sức khỏe tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 7 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Giáp Thìn tháng 7 năm 2024 này không thực sự tốt, thậm chí có dấu hiệu suy giảm vì bạn không chăm sóc đúng và đủ. Thậm chí có những người quan tâm nhưng không đủ kiến thức, lại nghe người này, người kia, chấp nối thông tin trong việc chữa bệnh. Bên cạnh đó, ngũ hoàng bay về phương chính Bắc là một lần nhắc nhở rằng bản mệnh cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Không nên làm việc gì quá sức, cố gắng giữ thói quen tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là đi bộ buổi sáng và uống đủ nước. Hãy chú ý đến những gì cơ thể bạn cần và thực hiện các điều chỉnh để cải thiện thói quen hàng ngày của bạn. Tuy dương khí thịnh nhưng trong tháng 7 âm lịch, âm khí bắt đầu xuất hiện, do đó, không nên để cơ thể ở trạng thái quá mát, quá lạnh, luôn để ý tới cách ăn mặc vừa kín đáo, vừa đảm bảo chất liệu mát để dễ thấm hút mồ hôi. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Giáp Thìn 1964, những khởi sắc và suôn sẻ sẽ đến với bạn trong tháng 7 này. Để bạn có thể nhanh chóng khai thông thế bế tắc trước đó, bạn có thể cảm nhận rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của bản thân trong những ngày may mắn dưới đây. Ngày mùng 6 âm lịch, ngày này bạn thể hiện được khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong công việc, mọi việc diễn ra tốt đẹp, hiệu suất được đẩy mạnh. Ngày 7, có người khác phái sẽ chủ động tán tỉnh bạn, cảm giác được yêu thương khiến chòm sao này cảm thấy lâng lâng và thích thú. Nhưng hãy chắc rằng bạn không khiến ai đó hiểu lầm nếu không có tình cảm với đối phương nhé. Ngày 10, ngày bạn thể hiện được sự tự tin và lạc quan đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo và có tính thuyết phục, nhờ vậy, vấn đề trong công việc có thể được giải quyết nhanh chóng. Ngày 18, có rất nhiều việc cần phải làm, sự hăng hái của bạn cũng đang lên cao, nhờ vậy có thể phát huy hết khả năng của mình. Ngày 21, đào hoa vượng, nhân duyên dẫn lối giúp bạn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đang ở ngay trước mắt. Ngày 24 âm lịch, những người đang trong quá trình tìm việc sẽ có cơ hội tìm được việc làm ngoài mong đợi, môi trường mới là nơi lý tưởng để bạn rèn giũa bản thân. Ngày 28, đào hoa tăng mạnh. Người độc thân nên chăm chút hơn cho ngoại hình để tăng cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Giáp Thìn 1964. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Giáp Thìn theo tháng sinh âm lịch, người sinh tháng 2 theo lịch âm rơi vào tiết Kinh Chập,
số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Con nguồn vinh cá kình cá chép, con nguồn bồ con tép con cua, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, bao giờ đất nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, làm mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Nếu người tuổi Giáp Thìn mà sinh vào tháng 2 âm lịch thì có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Sang tháng 7 âm, bản mệnh cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc, thậm chí bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Đương số biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người. Hãy nhớ rằng, nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng, kiên trì đến cùng. Trong chuyện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Tiếp theo là người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 đúng vào tiết Lập Hạ, là người có ý chí cao xa, có ý nguyện rời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm có trên đời, người làm trai trí ở bốn phương, đông chinh bắc phạt, roi ngựa vẫy vùng, uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn, sinh vào tháng 4 âm lịch trong năm, người này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh, lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Nếu người mà sinh vào tháng 4 âm lịch thì khí chất hơn người, công danh, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Họ có thể leo lên từng bước bằng cách dựa vào sức lực của bản thân và cuối cùng trở nên vĩ đại. Những người sinh ra dưới bạn là những người trưởng thành và kiên định. Họ luôn đề cao sự lý trí lên hàng đầu và điềm tĩnh đến mức khiến mọi người ngưỡng mộ. Đối với những người như vậy, việc kiếm tiền của họ hầu hết đều dựa vào sự khôn ngoan và họ có thể tìm ra những con đường tắt để kiếm tiền. Nhờ đó, họ có thể có được sự giàu có rất nhanh ở tuổi trung niên. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến, chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội và đi theo xu hướng. Những người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 sẽ có thể tích lũy được một lượng tài sản lớn sau khi đến tuổi trung niên và những năm cuối đời sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh. Mệnh chủ là đại diện điển hình của sự giàu có và tuổi thọ. Họ có tính cách tốt và lối sống lành mạnh. Họ chú ý đến chế độ dinh dưỡng cân bằng và có ý thức tốt về sức khỏe. Hơn nữa, người là người có lòng nhân ái, chăm chỉ, về già sẽ nhận được phúc lành. Khi còn trẻ sẽ càng có nhiều của cải, được hưởng sự bình yên và hạnh phúc khi về già. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết mang trùng, rồng sinh tháng 5 là du long hạ hải, chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo nên uy quyền cho mình, công danh, sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm, không gì cản nổi. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người sinh vào tháng này trong năm đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài trường cột quốc gia. Sang tháng 7 âm, bạn không còn phải chạy ngược xuôi vay mượn tiền khổ sở như trước, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen của cấp trên, vì vậy mà bạn được sếp tin tưởng giao cho nhiều dự án lớn. Đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình, đồng thời bạn cũng kiếm được nhiều cơ hội làm giàu, tiền tỷ cứ đổ về liên tục, tiêu xài không hết. Tuy nhiên, thời điểm này bạn nên đi chùa, hành thiện tích đức nhiều để gia đình bình an, bản thân gặp nạn cũng có thể hóa giải được. Nói chung 30 ngày tới, bạn sẽ có cuộc sống mà ngàn người mơ ước, khao khát có được, đương số chẳng phải sợ thiếu mục tiền bạc.
Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm, tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người tuổi Thìn sinh tháng này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực thật thà. Cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khí bình an. Người tuổi Thìn sinh tháng 9 âm lịch ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu, tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Trăm hoa đua nở mùa xuân, cớ sao hoa cúc lại muộn tuần thu sang, vì hoa tham lấy sắc vàng, cho nên hoa phải muộn màng tiết thu. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm sang tháng 7 tới sẽ có sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể. Đặc biệt, bạn sẽ có cuộc sống của những người đi theo con đường học tập, nghiên cứu, tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ. Với những ai đang làm công ăn lương, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, tuổi Ngọ có thể được giao cho những công việc quan trọng, làm cơ sở để thăng chức, tăng lương. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, những người tuổi này sẽ nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự phù hộ của thần tài. Sự giàu có đương nhiên sẽ đến dưới sự tỏa sáng của những ngôi sao may mắn. Họ đã dùng hành động thực tế của mình để chứng minh rằng may mắn không phải là lời nói suông mà là sự may mắn và giàu có thực sự và hữu hình. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết Lập Đông, người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi này sinh tháng 10 âm là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ cũng có phần cô độc, thích sống một mình không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể, mọi khó khăn trong thời gian trước đều qua đi. Người hãm hại, cản đường bạn đã trả giá đắt cho những việc làm của mình. Sóng gió qua đi, bạn bắt đầu có được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tháng 7 âm này. Thân nên tập trung vào công việc, đừng lo xa, chỉ cần bạn chăm chỉ và phấn đấu hết sức, công việc sẽ trở lại như xưa. Vấn đề tiền bạc cũng không còn là điều lo lắng hàng đầu của bạn trong thời gian này. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng khá khởi sắc. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa thông qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu, người có gia đình sẽ sớm có tin vui về đường con cái lẫn tiền bạc. Cuối cùng là người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 12 âm lịch, tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch trong năm trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công, tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng phúc mỏng, không được như ý muốn. Không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Những người bạn sinh là những người trưởng thành muộn, họ rất siêng năng khi còn trẻ, nhưng họ luôn khiến nhiều người mất lòng vì tính khí nóng nảy. Con đường tài chính của họ cũng quanh co và thường xuyên gặp trục trặc. Con giáp có khí chất phú quý bẩm sinh, người thường không thể học được. Họ rất coi trọng sự nghiệp ngoài sức tưởng tượng của mình và họ vẫn không từ bỏ việc theo đuổi nó, ngay cả khi về già. Sang tháng 7 âm, vận may của họ tăng vọt, những nỗ lực trước đây và các mối quan hệ tích lũy được của họ có thể có ít. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất nghị lực và thực tế, chỉ cần bạn kiên trì, bạn sẽ đạt được thành công, danh vọng và giàu có. Những phước lành chủ yếu tập trung vào nửa sau cuộc đời, họ chịu nhiều đau khổ vì lòng tốt và sự bướng bỉnh. Tuy nhiên, họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới quan hệ. Ở tuổi trung niên, vận may đến muộn và mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp. Định mệnh là bạn sẽ sống qua tuổi già một cách yên bình, càng lớn tuổi bạn sẽ càng hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, bài học cuộc sống, ai giúp ta trong hoàn cảnh khó khăn? Một lần đang đứng trú mưa cùng với mọi người, có người thấy Quan Âm Bồ Tát cầm ô đi ngang qua. Người này ngỏ lời, Quan Âm Bồ Tát xin hãy phổ độ chúng sinh đi ạ, cho con đi nhờ ô với người được không ạ?
Quan Âm đáp lời, ngươi đang đứng dưới mái hiên được che, còn ta đang đi dưới mưa, ngươi cần gì phải cứu độ, ngươi đang được che chắn, không ướt mưa còn gì. Người này nghe xong liền nhảy ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa rồi nói, hiện tại con cũng đang đứng dưới mưa như người, vậy cho con đi nhờ một chút nhé. Quan Âm nói, ta đứng dưới mưa, ngươi cũng vậy, ta có ô nhưng không bị dính mưa, còn ngươi bị dính mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta, ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô. Dứt lời, Quan Âm bèn rời đi. Hôm sau, người kia gặp khó khăn không biết nên làm thế nào, bèn đến miếu cầu xin. Quan Âm bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc. Người nọ hỏi, bà là Quan Âm sao ạ? Người kia trả lời, đúng vậy. Người nọ lại hỏi, vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Quan Âm cười nói, bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình, nên ta mới đứng đây cầu. Vậy đâu là cách vượt khó khăn mà Quan Âm Bồ Tát đã gửi gắm tới chúng ta, đó là tự cứu lấy chính mình. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phức tạp, nhưng con người lại quen cường điệu hóa mọi thứ. Tuổi trẻ chúng ta thích tự làm khó mình, thích làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng, rồi lại tự chìm nghỉm trong thế giới mông lung, bế tắc mình vừa tạo ra, gặp chuyện không vui thì suy diễn ra hàng ngàn nguyên cớ. Tự dày vào bản thân rồi ép mình vào ngõ cụt, thất bại một chút thì coi như bi kịch cuộc đời, biến mình trở nên tự ti và mất hết niềm tin trong cuộc sống. Thế giới chỉ đầy cám dỗ và mê hoặc, chúng ta đua nhau chạy theo nhịp sống đầy những bộn bề, lo toan, tự đặt ra cho mình hàng loạt những mục tiêu, đích đến. Chúng ta đã quên cách để hài lòng với bản thân, quên rằng ta đang sống một cuộc đời chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại, khó khăn là quá trình trưởng thành. Chỉ khi tự bạn tháo gỡ được vấn đề của mình, thì bạn mới thực sự chiến thắng được nó và rút ra kinh nghiệm để tiếp tục giải quyết tiếp những khó khăn trong tương lai. Hạnh phúc hay đau khổ không kéo dài mãi mãi và bản chất của nó là vậy. Mọi thứ cứ luân phiên như thế và quan trọng là bạn tìm ra cách giải quyết của riêng mình. Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bạn. Hãy để giấc mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và hãy để hành động của bạn nói thay những lời sáo rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính bạn. Hãy thay đổi, đừng đổ lỗi, hãy làm tốt hơn bản thân mình mỗi ngày. Đừng bận tâm, ganh đua với kẻ khác, hãy lắng nghe nội tâm của mình, không phải ý kiến của những người xung quanh. Có thể bây giờ bạn vẫn chưa đến được nơi mình muốn đến, nhưng nếu nghĩ kỹ thì bạn cũng đã không còn dậm chân tại chỗ mà bạn bắt đầu. Hãy tin rằng bạn đang tiến về phía trước. Có thể bạn không đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng nó giúp bạn vượt qua thời khắc khó khăn nhất và bước những bước nhỏ đến nơi mình muốn đến. Nietzsche G.S. từng nói, thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh, hoặc không đủ hấp dẫn, hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tồi tệ hơn khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị, nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu. Hãy chấp nhận rằng cũng như bất kỳ ai đó ở ngoài kia, bạn không hoàn hảo và đang tự tìm cách hoàn thiện bản thân. Khó khăn trước mắt là dấu hiệu đèn đỏ, cho thấy bạn cần dừng những sai trái của mình lại, nhưng dừng tự mắng nhiếc bản thân bạn vì đang là sản phẩm trong quá trình hoàn thiện. Hãy bắt đầu chấp nhận nó, bạn là những gì tốt nhất của ngày hôm nay. Hãy tự hào vì điều này, bởi vì chỉ có như vậy bạn mới thật sự khao khát được sống, được học hỏi, được tốt hơn mỗi ngày. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.